Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại để giới thiệu đến mọi người cái dự án này xuống mang tên là Euro. Euro thì chúng ta sẽ đi phân tích cái nền tảng Euro so với các đối thủ cạnh tranh như thế nào nữa. Thì cái cuộc cạnh tranh khốc liệt trong cái không gian mật mã trong vài năm qua, đặc biệt là trong cái ngành công nghiệp thương mại điện tử thanh toán, thì Euro là một trong những cái diễn viên trong cái vai đóng cung cấp một cái giải pháp tất cả trong một, đúng không ạ? End-to-end cái giải pháp cuối cùng được hỗ trợ các cái blockchain Ethereum, thì nó sẽ sánh với các cái đối thủ cạnh tranh như thế nào. Trong bài viết này thì chúng ta sẽ trình bày lại và so sánh với các đối thủ cạnh tranh, đúng không? Thì so sánh với các cái đồng Edison, Storia, Discoin, Soma, Vanix, Open, Balada, đúng không? Thì chúng ta sẽ xem những cái ưu nhược điểm của Euro, đúng không? Cái tính thanh khoản, tính thị trường từ tất cả Euro thì tất cả là nhược điểm là không có, đúng không? Các cái sản phẩm này Produce, Business, Incorporation Year, đúng không? Thì, MVP, tất cả đều là gì? Còn là so sánh Alicion thì vẫn còn cái nhược điểm của Paycard, đúng không? Rồi UFI, Reward System, đúng không? Thì còn Storia thì rất nhiều là cái nhược điểm này. Incorporation Year rất nhiều, Soma, Lovanic, đúng không? Riêng cho Euro thì không tồn tại bất cứ một cái nhược điểm nào, đúng không? Rất là hoàn hảo. Thì một trong những cái thế mạnh nhất của hệ thống Euro là thực tế nó là một cái sản phẩm sống và đã được thiết lập tốt trong ngành công nghiệp thương mại điện tử và thanh toán. Đây không phải là trường hợp đối với hầu hết các đối thủ cạnh tranh khác, thì điều này mang lại cho cái dự án một cái thế rất là lớn trong không gian. Thực tế là thị trường Euro đã hoạt động trong hơn một năm nay, cho nên là các cái công ty có nhiều kinh nghiệm là một cái lực lượng trong ngành, đúng không? Các ứng dụng di động thì đã có mặt trên App Store cửa hàng kể từ tháng 5 năm 2017. Thì hơn nữa, công ty là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán điện tử, được thành lập vào năm 2006. Nó là một trong những công ty đầu tiên, đúng không? Chúng tôi cũng là người duy nhất bật micropayment tại cửa hàng với Erotus và Paycard. Thẻ vật lý này cho phép khách hàng của chúng tôi thanh toán chi phí hàng ngày nhỏ bằng cách sử dụng các thẻ dư Euro. Thì nhờ cái nền tảng API, chúng tôi đã mô hình Plus and Play của chúng tôi, các cửa hàng trực tuyến và thương mại, thương gia toàn cầu trên toàn thế giới chỉ có thể tích hợp cái nền tảng thương mại điện tử dựa trên blockchain của chúng tôi và cung cấp của họ. Điều này bao gồm cái tiện ích thương mại điện tử của chúng tôi và cổng thanh toán Euro. Những người bán này cũng có thể truy cập vào tất cả các API kỹ thuật của chúng tôi. Điều này làm cho việc chuyển đổi sang cái nền thương mại điện tử dựa trên blockchain dễ dàng hơn, đúng không? Hơn nữa, hệ thống mã thông báo Euro là một trong số ít hệ thống tích hợp cái hệ thống ngân hàng dễ dàng và đáng tin cậy. Điều này cho phép khách hàng của chúng tôi liên kết các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của họ để nhận thẻ Euro mua hàng trên thị trường. Đổi lại thì họ cũng có thể chuyển đổi mã thông báo thành fiat và chuyển nó vào tài khoản ngân hàng của họ. Trên hết thì ví điện tử của chúng tôi giúp bạn dễ dàng lưu trữ nhiều tiền điện tử và các loại tiền fiat như Bitcoin, Ethereum, Euro và USD, trao đổi fiat để crypto và crypto cực kỳ nhanh chóng, đơn giản và có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng di động của chúng tôi. Thì một trong những cái điểm mạnh khác của nền tảng là hệ thống thưởng của chúng tôi. Tại Euro, chúng tôi muốn tạo sự tin tưởng giữa các thương gia và khách hàng, và chúng tôi muốn làm điều này bằng cách xây dựng một cái chương trình khách hàng trung thực và sẽ phục vụ cả hai. Chúng tôi đang làm điều này với mã thông báo Euro, và cách nó hoạt động rất đơn giản. Một cái khách hàng mua hàng trên thị trường Euro với fiat và được thưởng bằng Euro, thì khách hàng sẽ có thể sử dụng các mã thông báo này để thực hiện giao dịch trên cái thị trường với một nguồn bán khác. Thì bằng cách này, khách hàng cảm thấy được thưởng và tiếp tục quay trở lại thị trường để mua hàng của mình. Cuối cùng, Euro cung cấp các giải pháp thanh toán với mã thông báo Euro và cung cấp cho các doanh nghiệp trực tuyến khả năng dễ dàng triển khai Euro Pay, chấp nhận thanh toán trực tuyến với một cú nhấp chuột. Kết luận, đúng không? Thì tóm lại, mặc dù ngành công nghiệp đầy các thủ đô của cạnh tranh, thì hệ thống mã thông báo Euro sẽ có nhiều tính năng và ưu điểm không có trong các dự án khác. Các tính năng như hệ thống thưởng thống nhất và thẻ cảm ứng thanh toán làm cho nền tảng nổi bật. Ngoài ra, thực tế là Euro đã có một số cái sản phẩm trong thời gian dài và được kinh doanh từ năm 2016 đến nay, nó một cái lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này rất là hứa hẹn cho một tương lai của nền tảng Euro, và chúng tôi đã vui mừng chia sẻ một phương lưu với những người ủng hộ. Chúng tôi sẽ đợi ISO, đúng không? Thì mọi người sẽ tìm hiểu các thông tin cũng như là các cái dự án ISO trên cái website, đúng không? Euro token.io cũng như là các cái mạng xã hội truyền thông để
đưa ra quyết định đầu tư dự án ESO của mình đúng không? Xin kết thúc phần trình bày của mình.